một khi bị rơi vào tay tô tất cả đều thanh khẩn nhận tội lý do vì sao việc bắt giam người mẫu diễn viên ngọc trinh vừa qua đã gây nên rất nhiều tranh cãi nhiều người cho rằng công an việt nam đã hình sự hóa một lỗi dân sự hành động lái xe gây nguy hiểm của ngọc trinh không đến mức phạt phải bắt giam mà chỉ phạt hành chính và giữ phương tiện là quá đủ ngọc trinh bị công an quay clip nhận tội và tung lên báo giới chuyên ngành nghề bảo kê hay dùng từ làm luật đây không phải là luật như những nhà lập pháp của quốc hội mà từ làm luật ở đây được hiểu theo nghĩa khác đó là cách mà các nhóm xã hội đen áp đặt luật chơi lên người khác mà thường là những quy định phi lý nhằm chấn lột nạn nhân ở việt nam người dân cũng thường gọi những cảnh sát giao thông chuyên phục kích dân để bắt nạt bằng mọi trò bẩn cũng là hành động làm luật người làm luật là nạn nhân của bọn làm luật bởi họ không có quyền lựa chọn hoặc phải chấp nhận luật do kẻ làm luật đưa ra hoặc phải trả giá đắt cho chúng hoặc bị chúng trả thù. Thường thì nạn nhân của bọn làm luật phải chấp nhận để được yên thân, để mà được an toàn. Không chỉ có giới xã hội đen và cảnh sát giao thông mới là những kẻ làm luật với dân, mà đất nước này công an được đảng cho phép đứng trên pháp luật. Vì vậy, họ đã tự tiện làm luật với dân từ bao nhiêu năm qua, bức cùng nhục hình cũng là cách làm luật và nó là cách làm luật rất phổ biến hiện nay. Công an đưa ra những chữ lựa chọn, nếu đồng ý với những lời khai được công an mớm cho thì ký với biên bản và tạm được yên. Nếu không đồng ý thì sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết hoặc bị báo chí và truyền hình tấn công đồng loạt để nạn nhân không thể hòa nhập với cộng đồng vì mang tiếng xấu muôn đời. Quay trở lại câu chuyện của Ngọc Trinh bị bắt, các diễn biến cho thấy phía công an lạm quyền bắt bừa dù công an đã cố giải thích rằng ngọc trinh gây dối trật tự công cộng và công cộng trong trường hợp này là không gian mạng đây là cách tự định nghĩa một cách tùy tiện khiên cưỡng và chắc chắn không thể thuyết phục được người dân tuy nhiên dù tội của ngọc trinh không đáng phải ở tù nhưng cô vẫn chịu thua và nhiều cái thiệt do kẻ làm luật đưa ra cô phải chọn cái thiệt hại ít nhất bất kỳ nạn nhân nào của công an cũng như vậy không riêng gì ngọc trinh cả khi công an bị chỉ trích lạm quyền hoặc coi thường pháp luật hoặc cho báo chí kết tội thay họ mới đây công an đã cho báo chí tung ra clip ngọc trinh nhận tội và ngọc trinh nói rằng hành vi của tôi rất sai trái lái xe không bằng lái lái xe không đúng quy định của luật giao thông biểu diễn xe với những tư thế nguy hiểm gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng gây ảnh hưởng và tác động xấu đến bạn trẻ tôi hy vọng mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của luật giao thông phải chăng ngọc trinh nhận tội trước báo chí và truyền hình thì xem như công an không sai giữa hai lựa chọn nếu ngoan cố thì phải trả giá cực đắt nếu thành khẩn thì trả giá ít hơn không có sự vô tội cho người không phạm tội nhưng đã bị công an buộc tội khi nạn nhân của công an chọn cái giá rẻ hơn thì lúc đấy công an cho báo chí vào cuộc Hồ Toáng lên rằng người đó thành khẩn nhận tôi chứng tỏ rằng kẻ thú tội kia mới là kẻ sai chứ không phải công an sai. Đây là một thủ đoạn vô cùng bệnh hoạn mà công an của Đảng Cộng sản Việt Nam thường dùng khi công an sai họ dùng báo chí để kết tội nạn nhân của họ và đương nhiên công an luôn phải đúng. Một kẻ từng ra nước ngoài bắt cóc người thì liệu lực lượng dưới tay ông ta có biết thượng tôn pháp luật hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra với ông Bộ trưởng. Không phải tự nhiên mà người dân gọi lực lượng công an bằng hỗn danh là lực lượng luật là tao, tao là luật. Chính công an đã làm luật quá nhiều nạn nhân và đôi khi họ làm luật quá mạnh tay khiến nạn nhân của họ bị chết. Trong 3 năm từ 2011 đến năm 2014, có đến 226 người chết trong các trại tạm giữ, tạm giam, đồng thời còn rất nhiều người khác bị chết trong ngành công an từ sau năm 2014 cho đến nay nhưng không có số liệu thống kê. Nguyên nhân của những cái chết này rất đơn giản, do công an làm luật quá mạnh tay vì cho rằng nạn nhân quá ngoan cố. Với cái ác đến mức đó, ai dám ngoan cố không thành khẩn nhận tội đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin một khi bị lọt rơi vào tay Tô Lâm, tất cả đều thành khẩn nhận tội lý do vì sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng bơm 2 triệu tỷ, đại gia ngập mặt, dân nghèo vẫn đói mèo Chiều ngày 5 tháng 1 tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023, ông Đảo Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tiến dụng 15% nếu tính trên cơ sở dư nợ hiện nay khoảng 13,5 triệu tỷ đồng sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế. Đảng đang cố bơm tiền thì ai hưởng đây? 2 triệu tỷ tương đương với 83 tỷ đô la Mỹ, một con số rất lớn vào năm 2023, tình trạng doanh nghiệp Việt Nam khốn đốn và nền kinh tế trì trệ thể hiện rất rõ. Doanh nghiệp giải thể lên đến, đến vài trăm ngàn, công nhân thất nghiệp, không có việc làm đến nơi và mất việc hàng triệu người. Tình hình kinh doanh tại các khu chợ truyền thống siêu thị vô cùng ảm đạm. Ngay cả tháng giáp Tết này, vốn là dịp mà các doanh nghiệp tiểu thương hoạt động mạnh nhất, nhưng này lại rất điều hưu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết đang rất thận trọng không dám nhập và chữ hàng vì sức mua năm nay yếu hơn hẳn. Mặt bằng kinh doanh bị trả lại hàng loạt, người cho thuê bỏ nhà hoang, người thuê thì làm ăn ế ẩm nên phải trả lại. Phố phường cũng điều hưu, dự báo cho một cái Tết không vui cho rất nhiều người. Trong tình hình kinh tế như vậy, việc bơm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng là điều cần thiết, quốc gia nào cũng sẽ làm tương tự. Tuy nhiên, việc bơm tiền vào nền kinh tế thì phải lựa chọn cách bơm như thế nào để cho có hiệu quả, để kích thích nền kinh tế và quan trọng nhất là đừng để số tiền đó rơi vào tay những đại gia thuộc các nhóm lợi ích, còn người dân nghèo thì vẫn chẳng được hưởng cái gì. Nếu cứ để tình trạng các chính sách nhà nước chỉ làm lợi cho một nhóm nhỏ, thì có bơm bao nhiêu tiền cũng chỉ khiến chênh lệch giàu nghèo ngày thêm lớn hơn, làm tăng bất công xã hội. Hồi tháng 9 năm 2023, khi ông Thavins tác cử thủ tướng Thái Lan, ông đã thực hiện lời hứa là chi 560 tỷ bạc tương đương 16 tỷ đô la cho 55 triệu người trưởng thành trong 6 tháng để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư trong nước. Thủ tướng của Thái Lan, Thaksin, công bố các biện pháp kích thích kinh tế bằng cách phát tiền cho dân trước quốc hội nước này vào ngày 11 tháng 9 năm 2023. Đây cũng là cách bơm tiền của chính phủ Thái Lan Tuy nhiên, điểm khác biệt là Thái Lan phát tiền cho dân để dân tiêu xài, từ đó kích thích nền kinh tế. Số tiền này đều chảy vào tay người dân, không ai được phép dùng đặc quyền, đặc lợi để gom phần lớn vào tay mình. Bơm tiền như thế thì sẽ thực hiện được công bằng xã hội, thay vì đẩy thêm bất công xã hội nếu bơm tiền theo kiểu của Việt Nam. Thực tế, việc bơm 2 triệu tỷ này chủ yếu là những doanh nghiệp thân hữu được hưởng. Mà những doanh nghiệp thân hữu tại Việt Nam thường là những kẻ chỉ biết phá nát nền kinh tế gây mất cân bằng xã hội và đẩy bất công xã hội ngày một lên cao. đứng sau lưng là những quan chức cấp cao của đảng. ở Việt Nam chính những doanh nghiệp bất động sản những doanh nghiệp được nhà nước cứu hết lần này đến lần khác đã đẩy giá bất động sản vượt quá xa khả năng của người dân gây mất cân bằng cho xã hội. người có nhu cầu thì không thể đủ tiền mua nhà trong khi nhà do doanh nghiệp xây ra không ai mua hoặc mua không phải để ở nên tạo ra các đô thị mà. Rồi đến khi những doanh nghiệp này lâm nguy lại la toán lên đòi nhà nước giải cứu. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không chia đều 2 triệu tỷ để phát cho dân như Thái Lan? Đảng vẫn hô hào là nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân kia mà. Sao lại để cho người dân đói mèo dầu đến như thế? Đơn giản, đảng chỉ hô vì dân trên khẩu hiệu, còn thực tế đảng chỉ vì đảng vì đảng viên và vì các thân hữu của họ chứ chẳng vì dân nào cả đảng luôn coi dân là nguồn lợi để mà khai thác không bao giờ đảng lại bơm cho dân nghèo thực tế đảng của ông trọng chưa bao giờ vì dân như ông vẫn hay hô hào câu hỏi đặt ra là tại sao đảng không bơm tiền vào nền kinh tế bằng cách phát tiền cho người dân mà lại hạ lãi suất cho vay dân mình khá đông nếu phát tiền cho dân thì cũng không đủ để mua đất nên họ sẽ đem đi chi tiêu như thế sẽ giúp kích thích kinh tế, đồng thời tránh được việc thổi giá bất động sản lên cao. Nếu cho vay thì người giàu sẽ hưởng lợi vì vốn rẻ để đầu cơ. Ngoài ra, như thành phố Hồ Chí Minh, nếu gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn nhà nước thì tại sao không miễn thuế cho dần? Thay vì thu thuế nộp ngân sách rồi lại lấy tiền đó bơm vào thị trường thì miễn giảm thuế luôn cho dần, đồng thời tiền dự định dùng để bơm vào thị trường thì giữ cho ngân sách có hay hơn hay không. Nhưng không, nhà nước không làm như vậy, họ chỉ muốn làm sao cho những kẻ thân hữu được hưởng lợi, còn dân nghèo thì cứ mơ đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đảng bơm 2 triệu tỷ, đại gia ngập mặt, dân nghèo vẫn đói mèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.